chào mẹ. Mẹ ơi, cho một ít gạo ngon ơi. Của sơ dạ, ra nhà mình ở đây á. Em ơi, vào đây quay. Đây, mẹ đứng đây, mẹ ấy. Đây. Rồi, mẹ đứng đây. Đó, đây là gạo của các sơ mà để trước đầu tiên thế có làm video lúc mình nhận trước nhà ấy kia, nhà các sơ đó là mình mang về. Đây là mình để phân phối cho mẹ xích qua đây để nhìn cho nó rõ hơn. Mẹ thì bị đau ốm bệnh tật quanh năm mọi người nhé, nên mình sẽ đi phân phối trực tiếp cái này gạo cho những hộ nghèo và khó khăn đau ốm bệnh tật như này. Con xin cảm ơn các sơ rất là nhiều và xin chúc các sơ thật nhiều sức khỏe nhé. Mong này mẹ sẽ ăn cái này. Gạo này thì gạo rất là ngon, mẹ sẽ ăn được 10 ngày đến 20 ngày là hết rồi gạo này. Đó. Cảm ơn tâm lòng của các sư rất là nhiều, con không biết nói gì hơn. Thì cảm ơn các sư rất là nhiều. Ba chân ngay. Em thấy video nó rõ không? Ba chân lão. Rồi. Em xin con đây sát sát đi để quay cho mẹ. Mong các bạn nhận lòng những người chứng quân nhà tâm xem được video này sẽ hỗ trợ cho những người nghèo kết nối cùng thế như này nhiều hơn. Thì xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.